Hello mọi người nha. Nay mình đến với lại Tân Lâm này, thôn 9 Tân Lâm Di Linh. Mình đến cái vườn 8 sào mốt. Trước mắt là của mình là sầu riêng nha, sầu riêng Thái nè. Cái miếng đất này là trồng cà phê và sầu riêng. Sầu riêng lớn rồi nha. Rồi sầu riêng nữa tầm mười mấy cây à, nhưng mà cho thu hoạch hoạch mạnh rồi. Đất này trồng cà phê là chủ yếu, đất triền. Đây, đất triền nha. Cái đất này thì có một căn nhà, có ao luôn. Đây triền xuống dưới nè, đó dưới chân. 861, thôn 9 Tân Lâm Di Linh. Đây sầu riêng đây, sầu riêng lớn. Cái đường này thì nó cách cái trục đường nhựa tầm 2 km. Đấy. Nhà đây, nhà gỗ bình thường thôi. Đây sầu riêng này. Đây ở dưới thẳng xuống dưới đó là của mình hết. Mình sẽ ra trước mình quay. Điện nước đầy đủ nha. Nhà gỗ này. Nhà dân đang sống luôn. Đây sầu riêng. Sầu riêng lớn rồi nha. Ở đây là đường nè. Đường vào nhà. Ngoài kia là đường đất lớn, đường đất liên thôn. Đường đất đó thì xe hơi vào thoải mái. Đường này đường 3 m. Đây vị trí đất đây. Này 861 nha. 300 m thổ cư. Hôm nay bị khàn giọng, giọng nói nó hơi mệt mệt chút. Xuống dưới đây là bằng hết luôn. Lô này khá là rẻ. Cái lô đất này hiện trạng là đang tách sổ ra nha. Trước là một sổ thì tách ra còn 861. Thì gia đình này chia cho con ấy, cho nên là tách ra cho riêng cho con. Rồi giờ người mẹ bán cái 861 này. Đây ra trục liên thôn thì tầm vài chục mét thôi, khoảng 50-60 m. Đường này cũng đường thông luôn. Đây, đất đây. Lô này khá là rẻ nha mọi người. 300 mét thổ cư. 861, 300 mét thổ cư. Đó, có nhà ở, điện nước đầy đủ, sầu riêng thì thu hoạch mạnh. Cà phê là chủ yếu. Lô này chủ nhà chào với giá là 1 tỷ 8 nha mọi người. Đấy, 1 tỷ 8 là buông sổ. Rất là rẻ. So với khu vực này còn khá là rẻ. Đó. Mọi người cần chi tiết thì liên hệ cho mình.